núi nhà. Trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. Anh em nghe tí tách ạ. Chỉ sử dụng vang LX8 nhé, với cục đẩy 1102 này, một mic U898 này, cặp loa, hai cặp loa luôn, chơi hai cặp anh em nhé. Tiêu kép 12 và con V12. Thì hôm nay test cái cấu hình này cho một bác khách. Bác khách này thì cũng rất là thân thiết với bên em. Bác khách này cũng đã nhắn tin rất là nhiều. Tìm nó lại cho anh em đây. Anh Tiền Giang. Đó, anh Nguyễn Thanh Bình. Anh ở Tiền Giang. Và với con LX8 này em sẽ cài cho anh em là 6 chế độ anh em nhé. 6 chế độ và 2 chế độ nghe nhạc. Đó, chế độ 5 6 là chế độ nghe nhạc, chế độ 1 2 3 4 là hát. Thì vừa rồi em vừa anh em cũng đã nghe tôi nghe một chút đoạn đầu hay là hát chế độ 4 anh em nhé, chế độ 4. Mình thấy anh em chơi 1 2 3 4, cái nào hợp thì anh em chơi. Và điều đặc biệt ở con này ấy thì con này là nguồn auto vôn anh em nhé, điện yếu anh em chơi được con này. Anh em đầu tiên là như vậy. Cái thứ hai là nó có tích hợp Bluetooth này. Đó. Và cổng quang USB. Đây là đang sử dụng RCA1 này. Ấn chuyển này, RCA2 là tức AUX2. Play là sử dụng cho Bluetooth nhé. Đấy, hoặc là USB này, waiting này, USB này. Đấy, hoặc là Bluetooth này, anh em kết nối Bluetooth là được anh em nhé. Đó. Thứ tư nữa là optical. Đó, qua cổng quang. Đấy, quay này RCA1. Đó. Và sử dụng gọi 1112 ngay trên này nó dễ. Đó, 12 này. Đó, ngoài ra thì anh em sử dụng đây. 45 này. Đó, to nhỏ rất là đơn giản đúng không? Đó. Ngoài ra thì anh em có thể tinh chỉnh con vang này được. Tinh chỉnh con vang này thì đơn giản, em đã có clip rõ ràng chi tiết cho anh em rồi. Anh em chỉ cần search là LX8, vang số LX8 thắng cao audio là xem được cách tinh chỉnh nó ngay. Và điều hay nữa là con này có mic A, mic B này, hai mic riêng biệt và effect riêng biệt luôn anh em nhé. Effect tức là mic A thì có thể là gì vợt, mic B là echo, hoặc là mic B echo, mic hoặc là mic B gì vợt, mic A echo, em có thể cài được như vậy. Đấy, nó rất là mạnh anh em nhé. Sử dụng 1102 anh em nhé. Cái này đánh hai cặp bass 30 thoải mái, cặp bass 40 30 đều ngon lành, nghe nó trên kênh và thích hợp quản lý nguồn. Mic cao cấp U898 chuyên cho sự kiện và hoặc là karaoke chuyên nghiệp anh em nhé, rất là cao cấp, giá 6 củ. Còn cục đẩy này giá là 6.2 triệu. Và đây xoay đằng sau, cắm vang trên nó anh em nhé. Đó. Và con vang này anh em thấy cắm bên RL là cắm xuống đẩy là xong thôi. Đó. Cắm xuống nó là xong. Đây là RCA1. Input ok chưa? Đây là mic em đang cắm, mic 1 anh em nhé. Đó. Hoặc là mic 2, có lỗ mic đằng trước hoặc lỗ mic đằng sau. Nguồn auto vôn chạy từ 100V cho đến 240V. Rất tiện chưa? Rất tiện anh em nhé. Optical, cổng quang. Đấy, 6 cổng ra âm thanh 5.1. Nói chung là con vang này thì nó quá là hay rồi, quá là hiện đại vì đầu tiên là âm thanh 5.1 này, có cổng quang này, có USB này, có Bluetooth này, có hai mic riêng biệt này. Đấy anh em nhá, auto vôn nữa. Đấy, USB Bluetooth. Đấy. Chỉnh tay này dễ. Chỉnh tay cực kỳ dễ anh em nhá. Anh em xem video lại của em có hướng dẫn chỉnh tay cho anh em rồi. Tiếng nó khá là hay. Con vang này thì rất chất. Nói chung là ok. Có khiển đi tiệm. Đấy thì làm video nhanh luôn cho anh em. Đấy, anh em cùng đeo tai nghe, nghe cái chất âm của nó anh em nhé. Ok, cảm ơn anh Bình đã tin tưởng mua hàng bên em. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Hẹn các bác những clip lần sau. Mời anh em cùng đeo tai nghe anh em nhé. Anh em đeo tai nghe cảm nhận với con vang LX8 này. Hôm nay tiếp cho một bác khách. Cũng là fan của bên em. Thì con LX8 này rất là hay anh em nhé. Chất âm hay và nó nhiều chức năng.
quan trọng nhất là nhiều chức năng nữa anh em nhé. Nhiều anh em rất thích con này, giá rất là bình dân, chỉ 3.3 triệu thôi. Và mời anh em cùng đeo tai nghe cảm nhận anh em nhé. Anh còn ở em, công viên guitar, công viên guitar là đồ chiều yên. Anh còn đỡ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ con sông êm đềm. Cuộc tình đã lỡ, cuộc tình